chào quý khán giả và bà con nông dân đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2019, bản tin tiếp tục ghi nhận giá cả nông sản ngày cận Tết, không khí tất bật sản xuất hoa kiểng, nông sản đón Tết. Mỗi năm cầm tinh một con vật và năm heo vàng Kỷ Hợi 2019, gia dân Lâm Kiển cũng tạo tác các chú heo rất là dễ thương. Mời bà con và quý khán giả cùng đón xem. Bên cạnh còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Làng trầu Long Hòa, Phú Tân, An Giang vào mùa Tết rộn ràng. Dưa hấu và ớt trồng sen, kiểu canh tác lạ cho trái to hơn canh tác truyền thống. Các làng hoa nổi tiếng Đà Lạt rực rỡ những sắc hoa thu hút khách du lịch. Giá trị kén tầm tăng cao, Lâm Đồng hồi sinh nghề ăn cơm đứng tăng thu nhập cho nông dân. Kính thưa bà con, nếu như ở Hậu Giang có làng trầu Dị Thủy vàng rực rỡ mỗi khi thu hoạch, tỉnh đang quy hoạch thành làng du lịch, thì nơi được mệnh danh là xứ trồng trầu của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, làng trầu ở xã Long Hòa. Nghề trồng trầu là nghề sống bền của người dân nơi đây, cũng như là nhiều ngành nghề khác, trầu được tiêu thụ khá mạnh vào dịp cuối năm, kéo dài đến sau Tết. Năm nay, người dân xã Long Hòa đón vụ trầu Tết với tinh thần phấn khởi bởi giá bán cho thương lái cao hơn nhiều so với năm trước. Ban biên tập vừa tổng hợp thị trường trầu, mời bà con cùng theo dõi thông tin cụ thể. Vụ thu hoạch trầu rộ đã bắt đầu khoảng một tháng nay. Nhiều năm gắn bó với những nọc trầu xanh mướt, nông dân có lúc khắc khoải với thăng trầm của nghề. Nhưng ít ai từ bỏ cái nghiệp được ông bà trao lại. Bà con ở đây cho biết, hiện nay giá trầu ổn định khoảng 3 triệu đồng một muôn, sau khi trừ chi phí còn lời 2 triệu rưỡi. Thông thường vào vụ Tết, giá trầu tăng từ 7 đến 8 triệu đồng một muôn. Với mức giá này, người dân yên tâm có nguồn thu khá để đón năm mới ấm cúng. Theo thống kê, xã Long Hòa hiện có khoảng 5.000 m2 diện tích đất trồng trầu với hơn 40 hộ tham gia. Dây trầu từ khi trồng đến lúc thu hoạch có khoảng 4 tháng. Sau 1 năm, dây bò lên phủ nọc cũng là thời điểm trầu cho sản lượng lá cao nhất và duy trì trong 3 năm. Thư Kiều có nhắc đến đơn vị tính là muôn, không biết là bà con cũng như là anh Minh Thiện có thắc mắc muôn là bao nhiêu lá trầu không? Và cũng thông tin thêm là hiện nay thì nhiều người đã quên hoặc là không biết về cách tính này. Theo một người trồng trầu lâu đời ở vùng Dị Thủy, Hậu Giang, đây gọi là liễn trầu. Liễn có nghĩa là xếp những lá trầu thành từng chục, sau đó xếp thành trăm, rồi thiên, còn gọi là ngàn. Và sau cùng là muôn, tức là chục ngàn. Một muôn thì có bao nhiêu lá thì vô chừng, bởi có người tính chục là 10 lá, có khi chục 16 lá và có khi một chục tới 20 lá. Ông bà ta thường nói là miếng trầu là đầu câu chuyện. Và theo phong tục ngày xưa thì người ta mời nhau bằng miếng trầu trong nơi bình dân cũng như là nơi quyền quý. Gặp nhau trên đường hay là ở một hàng quán thì cũng mời nhau trầu, nhất là khi khách đến nhà. Ngày nay thì tục trầu cao chỉ còn áp dụng trong cưới hỏi, cúng kiến. Vậy nên Tết mới là dịp bán chạy nhất ở miền Tây. Tiếp tục là một thông tin khác. Thưa bà con, những năm qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã phát huy được hiệu quả. Không những thế, nhiều nông dân còn có nhiều sáng kiến, cách làm độc đáo, điển hình như trồng dưa hấu, xen canh trên ruộng ớt của nông dân Nguyễn Văn Máu, ngụ ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vừa lạ lại vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao so với trồng dưa hấu theo cách truyền thống. Thực tế thì đã được kiểm chứng như vậy. Những nông dân cũng không cho biết thông tin là vì sao dưa hấu trồng xen với ớt thì trái lại to và ngon hơn. Trước mắt thì bà con vui vì năng suất và sản lượng dưa đạt hiệu quả, bán có giá cao. Anh Nguyễn Văn Máu đã thuê 5 công đất để trồng dưa hấu. Anh Máu sử dụng 2 công đất trồng dưa hấu theo cách truyền thống và để 3 công đất còn lại trồng thử nghiệm xen canh dưa hấu với ớt. So sánh trực tiếp giữa 2 ruộng dưa hấu trồng theo cách truyền thống và ruộng dưa hấu trồng xen canh với ớt cho thấy diện tích dưa hấu trồng xen canh với ớt phát triển tốt hơn và cho trái dưa to hơn so với ruộng dưa hấu truyền thống. Cụ thể, ruộng dưa truyền thống năng suất thấp chỉ khoảng 2 tấn một công, còn trồng dưa hấu xen canh ớt có thể đạt từ 3 đến 4 tấn một công. Khoảng 1 tháng nữa là anh có thể thu hoạch cả ớt và dưa hấu bán cho thương lái. Chỉ tính riêng dưa hấu với giá bán 4.000 đồng một ký thì anh lời hơn 6 triệu đồng một công. Mặc dù chúng ta đã bước sang năm mới dương lịch 2019 rồi, nhưng mà Tết cổ truyền thì còn tới tháng nữa. Kiển thú hình 12 con giáp vốn là thế mạnh của làng hoa kiển Chợ Lách, Bến Tre. Những ngày này thì nhà vườn đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Năm nay Chợ Lách có gần 12 triệu sản phẩm hoa kiển các loại để mà phục vụ thị trường cả nước. Để đón chào năm mới Kỷ Hợi, rất nhiều nhà vườn đang tập trung sản xuất kiển thú hình các chú heo ngộ nghĩnh.
Tôi cũng rất tò mò để đón xem những chú heo ngộ nghĩnh mà anh Thiện nói thì như thế nào. Thưa quý khán giả, chào bà con. Với hàng chục năm kinh nghiệm, các nghệ nhân tại đây đã tạo hình bằng cây tắc, hay miền Tây còn gọi là cây hạnh, hình các chú heo và rất nhiều linh vật khác một cách rất là tỉ mỉ và khéo léo. Bây giờ thì xin mời chị Thư Kiều cùng với quý khán giả và bà con hãy xem một vài hình ảnh sau đây. Ông Nguyễn Văn Chiến, ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hòa đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm kiển thú. Tết này, ông Chiến dự định sản xuất hàng loạt kiển tắc hình heo với đủ kiểu dáng theo đơn đặt hàng của khách. Theo ông, giá thị trường năm nay, mỗi con heo kiển tắc dài 2m, cao 1m2, có giá khoảng 13 triệu đồng một cặp. Kiển tắc hình cây thông cũng xuất hiện năm nay. Để sản xuất những chậu kiển tắc hình cây thông bắt mắt, bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, nhà vườn đã bắt đầu uốn cây theo hình. Giá mỗi chậu kiển tắc cây thông năm nay từ 500.000 cho đến 1.200.000 đồng tùy theo loại lớn nhỏ. Bên cạnh đó còn có các loại hoa như dạng thọ, mồng gà, ớt kiển, hoa giấy. Theo nhà vườn, hoa giấy năm nay giá thấp nhất là khoảng 75.000 đồng một chậu và cao nhất là khoảng 300.000 đến 400.000 đồng một chậu. Kính thưa bà con và quý khán giả, cùng là hoa trang nhưng một chàng trai trẻ ở miền Tây đã biến tấu một chút, đã giúp cho sản phẩm bắt mắt và bán giá gấp mấy lần so với hoa cùng chủng loại. Chàng trai này đã làm gì trên hoa trang của mình? Mời bà con và quý khán giả cùng chiêm ngưỡng hoa kiển rất bắt mắt này ngay sau đây. Thay vì chỉ trồng mỗi chậu hoa trang kiển một màu như những nông dân khác, thì để tăng sức hút, tạo sự mới lạ cho sản phẩm hoa, anh Huỳnh Ngọc Thanh đã sáng tạo trồng một chậu hoa trang kiển có đến 3 màu. Thì em trồng ở đây cũng 2 năm rồi chứ ơi. Mà cũng như cái thường á, thì em bán hàng công trình đồ đó là bán có 8.000, 10.000 à. Còn như em ghép 3 màu này thử nè, người bán thấy người ta cũng mua nhiều đó, bán cũng được 30.000 chậu. Còn với những chậu trang lớn khoảng 1 năm tuổi, có giá khá cao từ 200 đến 300.000 đồng một chậu. Anh Thanh cho biết, hiện nay anh đã bán trên 500 chậu trang tam sắc và đang tiếp tục trồng thêm khoảng 6.000 chậu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này, các nhà vườn tại Đà Nẵng đang tất bật chăm sóc các loại hoa cây cảnh để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo các nhà vườn tại đây, các loại hoa phát triển khá tốt, đặc biệt là hoa cúc, dù gặp phải những cơn mưa dầm. Nhiều vườn đã có khách đặt mua 50% lượng hoa. Tết là vụ được trông đợi cả năm, vì thế các nhà vườn tại Đà Nẵng cũng đang tích cực chăm sóc với mong muốn có được những chậu hoa đẹp nhất để cung cấp ra thị trường. Kính thưa bà con, xứ sở hoa Đà Lạt năm nay không tăng sản lượng nhiều như mọi năm, nhưng nhà vườn trồng thêm một số giống hoa mới và thời tiết khá thuận lợi đã giúp cho hoa phát triển tươi tốt, nên sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp Tết, giá cả thì cũng tương đối ổn định. Các nhà vườn tại Đà Lạt và vùng trồng hoa lân cận như là Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng đã xuống giống hơn 2.000 hecta vụ Tết. Trong đó thì vùng hoa Đà Lạt trồng diện tích lớn với các loại hoa được thị trường ưa chuộng như là cúc, cẩm chướng, hoa hồng, đồng tiền. Hiện đến 85-90% quả ở Đà Lạt được tiêu thụ trong nước, chủ yếu là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu. 70% trong đó cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Đông Tây Nam Bộ, sản lượng còn lại dành cho các tỉnh miền Trung và Hà Nội. Đối với người dân Đà Lạt, hoa là biểu tượng của thành phố và cũng là niềm tự hào của họ. Và chắc hẳn, tất cả những thành quả của ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của bàn tay, khối óc con người, đó là còn nhờ vào điều kiện khí hậu, thiên nhiên ưu đãi để hoa trở thành một trong những cây trồng thế mạnh của ngành nông nghiệp. Những ngày chào đón năm mới 2019, du khách đến với Đà Lạt thường hay ghé thăm các làng nghề truyền thống trồng hoa đã được hình thành gần 100 năm nay và thực sự đã trở thành biểu tượng của thành phố cao nguyên này. Mời quý vị và bà con cùng ngắm nhìn nhan sắc rực rỡ của những loài hoa nơi đây. Ông Nhuận theo nghề trồng hoa cũng là tiếp nối truyền thống của gia đình. Từ những năm 1936, bố mẹ ông Nhuận đã vào đây khai hoang rồi nhận thấy lợi thế của vùng đất này. Gia đình ông đã lập nghiệp từ nghề trồng hoa và góp phần hình thành nên làng hoa Hà Đông cho đến ngày hôm nay. Hiện với hơn 1 hecta nhà kính, trồng chủ yếu là hoa hồng và cúc kim cương, mang lại cho gia đình ông tổng thu nhập trên 3 tỷ đồng mỗi năm. Cái ngành hoa mà phát triển ưu đãi là nhờ thành phố Đà Lạt là một trong những cái thành phố mà ở Đông Nam Á là có được là nhờ khí hậu ổn định tốt và giúp cho cây hỗ trợ cho cây hoa nó phát triển tốt nhất, cho nên gia đình kinh tế khá là ổn định. Trong quá trình hình thành và phát triển, Đà Lạt đã xây dựng được 4 làng hoa truyền thống quy mô lớn và có thương hiệu, gồm làng hoa Thái Viên, làng hoa Hà Đông, làng hoa Phạn Thành và làng hoa Xuân Thành. Giá trị thu hoạch bình quân từ trồng hoa của nông dân thành phố Đà Lạt đạt 800 triệu đồng mỗi hecta một năm.
Một số mô hình canh tác hoa chất lượng cao đạt giá trị sản xuất từ 1 đến 3 tỷ đồng một hecta một năm. Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, vì vậy các làng hoa từ lâu cũng đã trở thành điểm đến tham quan, thưởng ngoạn của cánh đồng hoa bạc ngàn sắc màu. Ở làng hoa đó là những cái sắc màu rực rỡ với cái bàn tay chăm chút của nghệ nhân đem đến cho mình một cái cảm giác thấy là yêu thiên nhiên và yêu cuộc sống. Nhìn cách mà những lão nông này chăm chút cho từng cành hoa mới thấy tình yêu mà những người nông dân ở đây dành cho hoa nhiều như thế nào. Đó cũng chính là nguồn cội tạo nên sức sống mãnh liệt và bền bỉ cho những làng hoa ở Đà Lạt suốt 125 năm qua. Bà con cho quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Quý khán giả và chị Thư Kiều chắc chắn là đã cảm nhận được không khí sản xuất các chậu hoa Tết ở các vùng miền. Nó đã báo hiệu mùa xuân đang đến rất là gần. Vâng, và hoa tại Lâm Đồng thì ngày càng nâng cao chất lượng. Hoa công nghệ cao giúp cho nông dân thu tiền tỷ mỗi năm. Riêng sản phẩm rau, củ quả, nông dân còn lo lắng về việc thất thoát sau thu hoạch do chưa được qua sơ chế, chế biến, bảo quản và phân loại đúng quy trình kỹ thuật. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ thực hiện đầu tư công nghệ giảm tổn thất sau thu hoạch dưới 10%. Lâm Đồng đang từng bước nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình trung tâm sau thu hoạch, bảo quản và chế biến rau củ quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Với mục tiêu tăng khối lượng sản phẩm rau, củ quả được sơ chế, chế biến, bảo quản, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch, giảm tỷ lệ nông sản xuất bán thô, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển và quảng bá thương hiệu, Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Theo đó, thành lập 6 trung tâm sau thu hoạch có công suất chế biến từ 50 đến 120.000 tấn sản phẩm mỗi năm tại mỗi trung tâm. Với kinh phí thực hiện 309 tỷ đồng, Lâm Đồng sẽ đặc biệt chú trọng đến việc bảo quản sau thu hoạch với các kỹ thuật mới. Phạm vi ưu tiên thực hiện tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt. Ưu tiên các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Lô Bình Gáp, Ergo Gáp. Để thực hiện điều này, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp về vốn, công nghệ, máy móc, nhân dân. Trong thời kỳ ngành tơ lụa Việt Nam gặp khủng hoảng, chỉ còn lại một số hộ muốn giữ lại nghề truyền thống của cha ông mà tiếp tục sản xuất theo mô hình thủ công. Sau gần 20 năm, tới năm 2018, ngành tơ lụa Việt Nam đã phục hồi, kéo theo nghề tơ tằm của tỉnh Lâm Đồng, cũng như là huyện Đà Tẻ nói riêng, hồi sinh và phát triển mạnh hơn bao giờ hết và cho thu nhập ổn định trên dưới 200 triệu đồng một hecta mỗi năm. Tục ngữ có câu, nuôi heo ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng, để chỉ sự vất vả của nghề nuôi tằm, đối nghịch lại với nghề nuôi heo. Nhưng vì sao khó nhưng mà bà con vẫn đeo đuổi giấc mơ trồng dâu nuôi tằm? Mời bà con cùng xem ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Hiện nay, huyện Đà Tẻ đã khôi phục mạnh mẽ diện tích trồng dâu nuôi tằm và vươn lên đứng thứ hai trong toàn tỉnh, chỉ sau huyện Lâm Hà. Riêng trong năm 2018, Đà Tẻ đã có 300 hecta cây điều già cỗi bị dịch bệnh được chuyển sang trồng dâu. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã phát triển với 1.340 hecta cây dâu, với hàng ngàn hộ làm nghề nuôi tằm, mức thu nhập có thể nói là cao nhất so với các loại cây trồng khác trên địa bàn. Ban đầu nuôi là đến năm nay là năm thứ 12 rồi. Thì nó rất là hiệu quả cho bà con, cho nên người ta mới đến người ta lấy tằm giống tập trung. Trước kia thì là người ta nuôi nhà nào nhà ấy băng lấy, sau vài năm nó không có hiệu quả nữa nè, bắt buộc phải đến lấy tằm giống tập trung, nó là như vậy. Đưa vào trồng thí điểm từ giai đoạn 2014-2015, từ những mô hình ban đầu đến nay, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở hai xã Đạ Tông và Đạ Mờ Rông, huyện Đam Rông đã phát triển trồng dâu nuôi tằm, cải thiện đời sống. Từ các mô hình ban đầu đến nay, diện tích dâu tầm của hai xã là khoảng 8 hecta, với 30 hộ đã triển khai trồng dâu và 10 hộ đang nuôi tầm bán kén. Người nông dân đã ý thức được rằng cần phải ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng kén tầm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ rất là nhiều. Từ cái việc tuyên truyền vận động, thứ hai là cho cử anh em cán bộ xuống cùng với bà con hướng dẫn kỹ thuật để chăm sóc tầm. Rồi cái kỹ thuật chúng ta trồng dâu để chúng ta có cái giống dâu, có cái sản lượng để chúng ta nuôi tằm. Ngoài nguyên nhân giá tơ lụa phục hồi, nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển trở lại, còn giờ có sự thay đổi trong tư duy sản xuất và tiếp cận thị trường. Người trồng dâu nuôi tằm chọn giống dâu, giống tằm cho năng suất cao hơn,
người ươm tơ dệt lụa áp dụng công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Trước sự phát triển trở lại của nghề tầm tơ tại Lâm Đồng đang dần tái hình thành vùng chuyên canh sản xuất. Nghề trồng dâu nuôi tầm vốn là nghề truyền thống của nông dân Lâm Đồng. Ngày nay, nghề ăn cơm đứng đã không còn chịu cảnh vất vả và đầu ra bấp bênh như trước đây, khi ngành sản xuất tơ lụa tại Lâm Đồng đã dần phục hồi và không ngừng vươn lên phát triển. Nếu đầu ra ổn định, giá bán cao thì đó là lý do thuyết phục nhất để nông dân còn đeo bám và khôi phục nghề trồng dâu nuôi tầm, có đúng không anh Minh Thiện? Đúng vậy, sự vất vả của nghề này thì cũng đã giảm bớt đi. Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đầu tư hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, nhất là việc kết nối tìm đầu ra để tránh lặp lại khủng hoảng như mấy mươi năm về trước. Đến đây bản tin 365 ngày chuyển động xin chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Năm mới chúc bà con nhiều điều mới, thuận buồm xuôi gió.